Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách truyền dữ liệu từ Kiber8266 đến Firebase. Trước khi vào làm thì bạn cần chuẩn bị cho mình một con Kiber8266 như trên hình thế này. Bạn có thể mua trên các trang web như icdayroi.com và shopvn.com. Bạn tùy vào giá mà bạn chọn mua. Ok, sau khi mở phần mềm lên, bạn cần tải cái bo mạch Arduino về bo mạch của Kiber8266. Thì đầu tiên bạn vô Google, bạn bấm này setup Kiber8266. Bạn chọn link thứ hai thế này. Ở đây thì bạn thấy cái đường link thế này, bạn copy vào. Rồi bạn vô phần mềm Arduino. Bạn vô theo hướng dẫn trên. Rồi bạn copy dán vào như thế này, xong bấm OK. Sau đó thì bạn vô tool, chọn bo thế này đó, như trên hình này. Rồi bạn chờ, sau khi làm xong thì bạn chọn gõ ESP8266. Ở đây thì bạn tải về thôi. Đây thì mình đã làm xong rồi, các bước của mình rồi. Rồi thì bạn bấm tool, chờ chút mấy mình hơi lag tool. Rồi bạn thấy cái bo này chưa, nó sẽ hiển thị cho bạn. Rồi bạn cho mình cái bo như thế này. Ở đây mình mua Kiber8266 ở chỗ IC đây rồi, thì các bạn có thể đến đó mà mua. Rồi sau khi cắm, mình đã cắm cái Kiber8266 ở chỗ đây rồi, đục cộng 4. Tiếp tục để kiểm tra cái mạch là Kiber8266 này á, nó có hoạt động á, thì bạn làm cái bước đơn giản sau. Vô base này, bạn vô click vô này, rồi bạn chỉ cần upload code là được. Và đây là kết quả, cái này chứng tỏ thì cái bo mạch của bạn chọn là đúng và mạch vẫn hoạt động bình thường. Tiếp đến thì bạn thực hiện cái code này. Ở đây cái code này mình để là kết nối Firefox thôi, chứ chưa có truyền dữ liệu gì hết. Ở đây á, những cái phần mình đánh dấu, những phần đánh dấu sao thế này nè, là những phần mà bạn có thể thay đổi được. Bạn phải thay đổi dựa vào cái mặt tên wifi dưới mật khẩu nhà bạn như thế nào. Ở đây tên wifi mật khẩu nhà chỗ mình là thế này. Ok, ở đây á thì mình chỉ ở phần wifi chấm begin nè, thì mình chỉ có chọn tên wifi thôi, tại vì wifi ở đây á mình sử dụng á là wifi không có mật khẩu. Còn nếu mà trong trường hợp mà wifi bạn có mật khẩu á, thì bạn chỉ cần thế này thôi. Và mở cái này lên, comment cái dưới và xóa comment cái trên, thì đã có tên wifi dương và mật khẩu wifi ở đây. Và bạn chỉ cần gõ tên wifi mật khẩu của bạn cho đúng là được. Ok, mình sẽ bắt đầu. Rồi đây,
Ok, ở đây. Rồi, các bạn thấy đó, Wi-Fi đã được kết nối rồi nè. Đây. Địa chỉ IP của mình là dưới này, Wi-Fi đã được kết nối luôn. Ok, trong trường hợp mà các bạn mà bạn hiển thị mà không không trang như thế này á. Nó để dấu chấm 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 hỏi thế này. Hiện như thế này á, là thứ nhất á, là bạn chọn cái đây sai cái phần này nè, bạn phải chọn đúng như cái phần này trên đây serial.begin này đó, bạn tập trung chỉ cần tập trung vào cái đó thôi. Khi xong á nó vào như vậy thì bạn nhìn vô bo IP8266 nó có cái nút reset đó, bắt đầu chữ là RST và ấn vô đó đây. Nó như thế này. Ok, đã kết nối thành công. Rồi, sau khi mà bạn dùng xong kết nối Wi-Fi, bạn đến phần tiếp theo là phần fanpage, tạo tài khoản fanpage. Bạn vô phần fanpage ở đây. Rồi bạn cứ tạo tài khoản. Rồi bạn tạo tài khoản cho mình. Sau khi tạo tài khoản xong á thì bạn đã có một cái thế này vô như thế này rồi. Bạn bấm go to đây. Tiếp theo bạn tạo cái dự án cho mình ghi lại một cái dự án khác này, và có thể đặt tên dự án theo ý của bạn cũng được như thế này. Rồi bấm tiếp tục, rồi bạn cứ làm theo mình như thế này thôi. Ok, và chờ đợi. Ok, đã tạo thành công rồi. Nó sẽ hiện lên cho bạn thứ hai. Ok, bạn có như thế này rồi. Đây. Xong rồi. Bạn tạo cho mình cái này. Sau khi mà bạn tạo xong cái tài khoản fanpage á thì đến lúc bây giờ á thì bạn cần tải thư viện về Arduino. Thì đầu tiên bạn làm phần làm á thì bạn vô Arduino thế này. Bạn vào phần này. Bấm vô và chờ. Ok, sau khi nó hiện xong thì bạn bấm IP8266 fanpage fanpage ở đây. Máy mình hơi bị giật tí. Đây. Ở đây á, mình đã cài đặt rồi. Thì bạn chỉ cần thấy cái phần này thôi. Bạn cần cái version của nó và cài đặt cho mình. Sau khi cài đặt xong á, mình sẽ có cái code như thế này.
Đây. Ok. Mình sẽ đánh dấu những phần mà các bạn có thể thay đổi trong đó. Còn những phần lại các bạn không cần thay đổi cũng được. Cái này những phần các bạn có thể thay đổi nè. Các bạn phải thay đổi, nó tùy thuộc vào cái phần cái mẻ của bạn. Ok, như thế này thôi. Các bạn cũng tiếp theo á, thì các bạn có thể che được cái phần mà dữ liệu cái thông tin về cái thư viện này á, thì bạn vào đây giúp mình nhé. Bạn vào FB nè, 826623 á, đây nó có một thư viện trên kích thước nè, bạn vào đó. Ở đây mình sẽ chỉ hướng dẫn cho các bạn về cái đọc dữ liệu thôi nhé. Cái này nó có hướng dẫn hết rồi, nó có dành thư viện cho con XP 32 nữa nè, XP 72 và những tính năng của nó, giống như là những cái thông tin cơ bản thôi. Các bạn dựa vào đó mà làm và sẽ thành công. Có cách khác nữa để có ra là bạn cần đeo cái zip gì á, xong rồi này vào phần mềm, đây phần mềm Arduino mà add file vô là sẽ sử dụng được thư viện thôi. Vô sau khi mà bạn đã có code về thư viện như thế này xong hết rồi á, thì bạn trở lại fanpage, bạn ấn vô reframe database thế này, tạo thế này, bạn cứ làm theo hướng dẫn là được. Ở đây này, ở đây thì bạn chọn cái chế độ này. Và tiếp tục chờ đợi. Ok, sau khi nhận được như thế này rồi đó. Cho bạn vô run nha. Bạn thay đổi cho mình này. Cho nó thành true hết nha. Vừa cách bạn làm cái này á thì bạn nó cho bạn giao phép, nó vừa nhận dữ liệu và vừa truyền được truyền dữ liệu luôn. Ok, xong đã có thế này rồi. Bây giờ bạn lấy như bạn lấy thêm mình như cái này đó, bạn copy phần này lên, bạn copy vô Arduino, bạn dán như nó này. Đây. Tiếp tục kiếm phần này nữa, để kiếm được phần đó thì bạn vào đây rồi chế setting này, không vô đây này. Đây nó có ở đây, ở đây á bạn bấm sơ và copy thôi. Tiếp tục bạn dán vào như thế này là đã xong rồi. Giờ chỉ cần bạn thay thế thôi. Giờ đây cái vấn đề ở đây á, đây là cái phần mình sẽ truyền cái dữ liệu này lên đây dưới dạng dạng kiểu dữ liệu float đây. Cái phần dữ liệu xét kiểu float này á là kiểu số thực. Nếu mà bạn muốn truyền kiểu số in nữa thì nó một cách khác nữa, in thế này đó, thế này á, là kiểu số nguyên. Còn đây là mình chọn kiểu số thực dành cho những các bạn nào mà lấy dữ liệu từ nhiệt độ á. Ở đây á, đây là bạn có thể thay nó cái biến cũng được. Đây mình tạo một cái biến đây, đây là tên nhiệt độ ấy. Ví dụ vậy 30.56 ở thế này bạn gắn cho. Đây mình chỉ không chưa mình chưa làm cái biến nhiệt độ, nhưng bạn chỉ cần lấy được nhiệt độ thôi, có một cái dữ liệu nhiệt độ bạn gắn vào đây rồi bạn đặt tên thế này là nhiệt độ nè, như thế này thôi là được. Đây là nếu mà nó đưa lên thành công á thì nó sẽ hiện true và in ra dòng này, hoặc không thành công á, thì nó phone thôi, như thế này thôi. Các bạn lưu ý cho điều này là được. Giờ mình sẽ upload code.
trong trường trong quá trình nó có đó thì bạn có thể truyền, bạn có thể có cái hàm này nè, bạn có thể xét kiểu in là kiểu số nguyên, truyền theo kiểu chuỗi là kiểu chin á, hoặc bất kỳ kiểu nào khác á, thì bạn coi trên này để biết thêm. Và thư viện của nó có những thông tin về cái phần mà bạn bạn muốn á. Đây mình sẽ chỉnh yêu cái phần mà phần đưa dữ liệu lên này, nó hơi dài bạn chịu khó đọc nha. Hàm get đây là hàm nhận nè, viết data là đọc dữ liệu nè. Đây là mình nhận dữ liệu từ fanpage chuyển xuống Ether. Đây đây lưu đẩy dữ liệu lên á đó. Đó, nó có các hàm như thế này thì bạn dựa trên đó mà bạn làm đảm bảo là thành công. Còn nếu mà không biết đó, thì bạn có thể liên hệ mình sẽ hướng dẫn. Ở đây mình chỉ làm một cái thôi và đang làm code. Vâng. Rồi sau khi upload có xong á thì thế này bắt là nó đã nhận rồi. Ok bạn quay lại, bạn vào process thế này, đây nó chuyển dữ liệu như thế này đó, là lấy nhiệt độ dữ liệu nhiệt độ lên, bạn sẽ chuyển như thế này. Ok đã xong, bạn có thể thay đổi khác nữa. Cảm ơn các bạn đã xem cuối video như thế này.